Alo anh em, chào anh em quay trở lại với channel của mình. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em cách làm sao để có thể tải con ứng dụng Cao Win số 8 mới nhất ở trên iPhone anh em nhé. Hay nói cách khác là cái hệ điều hành iOS nha bạn. Thì nhiều anh em ấy thì không biết tải trên cái hệ điều hành iOS này. Hôm nay mình sẽ lên video để hướng dẫn cho tất cả anh em cách tải nó chuẩn và chính xác nhất anh em ạ. Hiện nay thì khá nhiều cái tự game fake ấy, nó ra mắt anh em ạ, nên là rất nhiều anh em thì sẽ tải những cái trang kiểu lừa đảo này, những cái trang mà anh em nạp tiền vào được nhưng mà anh em không rút được tiền về đấy, và những cái trang mà anh em chơi thì nó vẫn rút cho anh em rút tiền, và nhưng mà nó lại kiểu như nó soi anh em ấy, nó không cho anh em kiếm tiền nó nhiều anh em ạ. Tức là nó sẽ ví dụ anh em chơi tài xỉu nhá, thì anh em đặt xỉu thì nó lại cho anh em ra tài kiểu như vậy nhá. Tức là những cái game fake ấy thì anh em sẽ không thể nào mà kiếm được tiền mà nó ok được nha bạn. Thì hiểu được cái tâm lý của anh em, và nhiều anh em thắc mắc làm sao để có thể tải con ứng dụng Cao Win số 8 trên iPhone, thì hôm nay mình sẽ lên video này để hướng dẫn cho tất cả anh em cách tải em nhá. Thì mình thì không hay chơi con ứng dụng Cao Win số 8 này, mình chơi con ứng dụng số 8 Game Bài em nhá. Số 8 Game Bài mình thấy là khá là uy tín, và một khi mà anh em đăng ký một cái tài khoản mới nhá, anh em đăng ký một tài khoản mới và thực hiện liên kết số điện thoại này và liên kết với cái tài khoản ngân hàng của anh em ấy, anh em sẽ có cái mã code chỉ giá là 100k khi mà anh em liên hệ cho cái chăm sóc khách hàng em nhá. Anh em bắt buộc phải tải theo link của mình anh em mới có thể nhận được cái mã code chỉ giá là 100k kia nhá. Còn anh em tự ý lên trên trình duyệt Safari hay là trên Android, trên cái trình duyệt Google Chrome ấy, anh em sẽ không có cái mã code anh em nhá. Thì hiện tại thì mình đang có một chiếc iPhone ở đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cách tải con ứng dụng Cao Win số 8 và những trang chủ chính của con ứng dụng Cao Win số 8 nhá. Thì anh em muốn nhanh hơn ấn vào cái đường link dưới phần mô tả mình luôn nhá. Thì ngoài ra thì nếu mà anh em tải theo link của mình thì mình cũng sẽ có một số cái mã code nhỏ nhỏ cho anh em nhá. Thì nó không có nhiều nhưng mà nó vẫn hơn anh em mà lên trên cái những cái trình duyệt, những cái trang khác để anh em tải nhá bạn. Thì mình sẽ cố gắng để mình bỏ tiền túi của mình ra để mình tặng cho anh em cái mã code từ 50k đến 100k miễn phí của con ứng dụng Cao Win số 8 nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ liệt kê cho anh em những cái trình duyệt mà những cái trang web mà anh em có thể truy cập vào được nhá. Nếu mà anh em mà không tải dưới link của mình nhá bạn. Ok nhá. Rồi. Thì những cái đây ạ, mình đã viết sẵn ra đây anh em nhá. Mình đã viết sẵn ra một cái tờ giấy khác rồi nhá bạn. Đây. Anh em có thể truy cập những cái trang nhá bạn. kawin68.club em nhá. Đấy, đây cái trang mà anh em có thể tải trên cái iPhone nhá. Tiếp theo là kawin68.com em nhá. Đây cũng là một cái trang mà anh em có thể tải trên iPhone hoặc là anh em có thể tải trên cái Android anh em ạ. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình rồi, mình hướng dẫn tất cả anh em cách tải nhá. Anh em có thể truy cập cả 5 cái trang này em nhá. 4 cái trang này. Còn rất nhiều cái trang này anh em ạ. Thì mình không thể liệt kê hết ở đây được cho anh em. Nên là mình chỉ liệt kê cho anh em tầm 4 cái trang thôi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện mình truy cập nhá. Ok, mình sẽ dùng cái iPhone của mình để mình truy cập nhá. Rồi, mình sẽ tắt cái đèn đi nhá, bởi vì nó sáng quá thì nó sẽ chói anh em ạ. Rồi, ok nhá. Anh em thấy nó rõ ràng hơn chưa anh em? Rồi bây giờ mình sẽ mở cái rồi cho nó độ sáng nó căng nhất nhá. Rồi, cái iPhone của mình nó hơi nhỏ một xíu nhá. Thì bây giờ anh em sẽ thực hiện như nào? Anh em sẽ ấn vào cái phần đây, có cái trình duyệt Safari nhá, cho mình khoanh vùng nhá. Có cái la bàn anh em ạ, la bàn đấy anh em ạ. Rồi anh em ấn vào cho mình. Rồi, anh em mở lên nhá. Đây anh em ạ. Anh em có thể truy cập trang web kawin68.info em nhá. Đây cũng là một cái trang web mà anh em có thể tải được em nhá. Tiếp theo này. Kawin nhá. 68 này. .com em nhá. Vẫn được nhá. Đấy, enter. Thì nó vẫn ra cái trang web của con ứng dụng Cao Win số 8 nhá. Tiếp theo này. Cao Win này. Số 8 này. Chấm. CLUB. Tức là club anh em ạ. Rồi. Đây vẫn ra cái trang của mình em nhá. Tiếp theo là cái trang .net nhá. Cao Win 68.net anh em ạ. .net này.
Ok, đây là cái trang mà anh em có thể tự lên trên cái ghi trình duyệt là Safari để anh em tải trực tiếp nhá. Nhưng mà với cái cách này anh em sẽ không có cái mã code em nhá. Tức là nếu mà anh em ấn vào cái đường link dưới phần mô tả bình luận của mình, nếu mà đúng chuẩn theo cái ghi đường link của mình ấy, nó thuộc cái ghi cấp dưới của mình, thì mình sẽ tặng cho anh em cái mã code chỉ giá là 100k. Hoặc có cái mã code nhỏ nhất là 50k em nhá. Anh em may mắn thì có thể nhận trong khoảng đấy em ạ. Còn nếu anh em tải theo link của người khác thì anh em sẽ không nhận. Và tiếp theo là anh em nếu mà anh em tải theo cái link của cái mấy cái ông này, mấy cái trang web chính chủ anh em ạ, tức là cái trang tổng anh em ạ, trang tổng của cái nhà game ấy, thì anh em sẽ không có cái mã code anh em nhá. Thì nó chỉ ghi là tặng cho anh em là đây ạ, tải app tặng ngay 888k trải nghiệm. Nhưng mà cái này thì là nó không tặng cho anh em như vậy nhá, cao nhất nó chỉ tặng cho anh em là 5.880 đồng thôi đúng không ạ. Còn mình nếu mà anh em tải theo link của mình thì anh em sẽ được cái mã code chỉ giá là 100k em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải nhá. Ở đây anh em có thể thấy là cái có cái phần vào app không em, ấn vào rồi có phần vào app nha. Ở đây anh em sẽ cho phép cho mình nhá, iPhone anh em sẽ cho phép, nó sẽ hơi dài dòng so với cái kia Android nó một xíu em nhé, cho phép cho mình ạ. Rồi nó sẽ hiển thị đến cái phần này em nhé. Ở đây thì mình sẽ xóa cái phần này đi nhá, bởi vì cái này là mình đã cài đặt từ trước rồi. Ok nha. Rồi anh em có thể thấy là có cái phần Cowin nhá, Cowin anh em ạ, anh em ấn vào cho mình. Rồi ở đây có cái phần cài đặt ở góc bên phải trên anh em ạ, ấn vào. Ok nha, bây giờ anh em ấn cài đặt thôi. Rồi khá là đơn giản anh em nhé. Ok bây giờ anh em ấn cho phép hết cho mình ạ, ấn cho phép nha, cho phép hết cho mình. Rồi cài đặt nhá. Ok anh em vuốt lên này, cài đặt cho mình. Ok tin cậy nhá. Rồi bây giờ anh em ấn xong nhá, bây giờ anh em quay trở lại cái Safari ở trên góc trên luôn cho mình nhá. Rồi anh em quay lại luôn cho mình, anh em sẽ đợi cái phần này nó cài đặt nhá anh em nhá. Đây nó sẽ đợi trong vòng 10 giây và nó sẽ tự động nó cài cho anh em thôi nhá bạn. Đơn giản anh em nhá. Thì tí mình sẽ mở cái con start view bài của mình để mình chiến một xíu nhá, mở trên màn hình. Bây giờ nó bắt đầu nó tự động nó tải xuống như vậy. Thì trong lúc chờ đợi thì mình sẽ dùng cái kia điện thoại Android của mình để mình kiếm tiền trên con ứng dụng start view bài nhá. Thì mình thì hay chơi trên con start view bài nhá, chứ mình không không chơi ở trên con ấy anh em nhá. Mình không hay chơi trên con Cowin 68 này. Anh em mà hỏi mình nhiều quá thì mình lên video cho anh em để hướng dẫn tất cả anh em cách tải thôi như vậy. Còn mình thì không hay chơi ở trên con ứng dụng đấy anh em ạ. Ok nhá. Rồi mình sẽ cho cái độ sáng nó cao một xíu nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập trực tiếp vào trong cái tài khoản chính của mình anh em ạ. Ok anh em ơi, hiện tại mình đã đầu tư với cái số tiền là 34 củ anh em ạ. Một cái số tiền khá là khủng anh em ạ. Số tiền rất là khủng luôn. Ok nhá, bây giờ mình sẽ ghim cái phần này anh em ạ. Cái này anh em chỉ cần đợi nó tải xuống thôi anh em ạ. Đây nó đang đang tải xuống này nhá. Thì cái này thì nó khá đơn giản thôi. Bây giờ nó sẽ tự động nó đưa ra màn hình đấy các bạn. Đây anh em ơi, nó tự động nó đưa ra cái màn hình nhá. Đấy các bạn, đưa ra màn hình này. Đây anh em nhìn anh em thấy chưa, nó đưa ra màn hình em nhá. Đấy khá là ngon lành nhá, tải rất là đơn giản luôn. Ok đây anh em ơi, bây giờ mình sẽ vào chiến vài ván trên con số 8 như bài nhá. Ok rồi ok nhá. Rồi bắt đầu chiến nhá, hiện tại bạn đang có là 34 triệu như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình kiếm tiền nhá. Ok vào cái trò sóc đĩa làm tầm vài ván thôi như vậy, là nghỉ thôi nghe nhá. Chứ chơi những cái trò như này thì tốt nhất anh em không nên tham anh em ạ. Khi mà anh em có cái mục tiêu, ví dụ khi mà anh em vào một cái trò nào cũng vậy thôi, ví dụ anh em chơi cái trò sóc đĩa như của mình ấy, anh em có mục tiêu là có cái mức vốn là tầm 10 triệu đi, anh em kiếm lãi tầm 2 triệu hoặc là 3 triệu là anh em dừng, là anh em dừng hẳn luôn anh em ạ. Chứ anh em cố lên tầm 4 triệu 5 triệu ấy thì không bao giờ anh em có thể thắng được đâu anh em ạ. Tốt anh em mà nếu mà có cái tâm lý như vậy thì anh em nên từ bỏ em nhá. Ok ván này mình sẽ chơi theo kiểu như này, mình hay chơi kiểu như này anh em ạ. Ok nhá, ván này chỉ cần một ván thôi là mình sẽ dừng em nhá, chứ mình không không chơi quá lâu anh em ạ. Những cái tựa game như này thì không nên chơi quá lâu nhá. Còn anh em tham rồi thì anh em tốt anh em nên chơi kiểu như này. Ví dụ anh em chơi tầm khoảng 10 phút thì
thì tầm 20 phút sau anh em mới vào chơi tiếp. Đấy, cứ cách thời gian như vậy là anh em vào chơi tiếp thì ok, hiểu không? Rồi, hút nhẹ nhá. Vừa rồi là 34, bây giờ là 48, 40 nhỉ, 40 40 triệu. Anh em thấy chưa? Rất đỉnh cao anh em nhá. Kiếm tiền thì làm sao mà dễ dàng như cái con ứng dụng 68 game bài này các bạn. Rất đơn giản đúng không anh em nhá. Thì thôi, như vậy là mình đã chia sẻ cho anh em cách làm sao để có thể tải con ứng dụng Daywin 68 mới nhất, và cách làm sao để có thể tải cái trên iPhone này các bạn. Thì mình thấy là tải trên iPhone nó cũng đơn giản với anh em. Nhiều anh em thì không biết tải thì mình hướng dẫn tất cả anh em luôn đấy các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ dừng video ở đây nhá. Thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo nhá. Bye bye anh em.